Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Người gieo con chữ. Cơn mưa rừng vùng cao Mèo Vạc cuối chiều bỗng rơi nặng hạt như trút nước. Nỗi lo lắng lại càng hiện rõ trên gương mặt người thầy giáo trẻ khi con đường đến trường bỗng chốc nhão nhoét trơn trượt. Thầy Ninh là giáo viên duy nhất của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Ủ. Đầu năm học, lớp có 10 em học sinh. Sau Tết Nguyên Đán, có đến 4 em bỏ học. Không quản ngại khó khăn, thầy đã đến từng nhà và vận động được 3 em quay trở lại lớp. Riêng chỉ có Giàng A Báo. Thưa thầy, bữa nay em đến xin phép thầy cho em nghỉ học ạ. Nghe tới đó lòng thầy nghẹn lại. Hai ngày nay em không xuất hiện ở lớp, và đúng như linh cảm của người từng đi qua những nút trầm cuộc đời, thầy biết em bỏ học. Có thể cho thầy biết lý do không, A Báo? Báo cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ vò góc áo đã sờn như muốn rách ra. Thưa thầy, em phải phụ mẹ làm nương và đi chăn bò cho người ta. Em không làm phiền thầy và các bạn học bài nữa. Em về đây ạ. Em chào thầy, chào các bạn. Dứt lời, Báo lao nhanh ra cổng, mặc cho tiếng gọi với của thầy giáo phía sau. Thầy ơi, hôm qua mẹ em về kể chuyện. Cha của anh Báo bị té lúc đi rừng, giờ hai chân không có đi lại được. Cha ảnh kêu ảnh nghỉ học để ở nhà làm nương cùng với mẹ ạ. Thầy và cả lớp vẫn đợi em. Nếu em vẫn chưa chịu vượt rẫy vượt rừng để trở về với trường với lớp, nhất định thầy sẽ vào rẫy lấy em về. Sự quyết tâm bừng lên trong ánh mắt của người thầy giáo trẻ. Nó giống như ngọn lửa thắp sáng và sưởi ấm cả căn phòng trong đêm mưa lạnh giá. Sáng sớm hôm sau, sau khi vượt 6 km đường rừng vào nhà A Báo không gặp, thầy lại đi bộ gần 20 km lên rẫy phá mì của gia đình Báo để thuyết phục em quay trở lại trường học. Thầy lại tới nữa hả? Tôi nói rồi, thằng Báo nó không đi học nữa đâu. Cái bắp, củ mì mới no bụng được, chứ cái chữ không no bụng được. Thầy quay sang Báo đang đứng đó. Em không nói gì, chỉ cặm cụi chọc lỗ trên đất và gieo hạt. Hôm sau khi tan trường, thầy Ninh lại tới nhà của A Báo. Báo không có nhà, mẹ cậu nói cậu đi lên nương chăn bò thuê cho người ta rồi. Thầy biết, trong tâm em vẫn còn rất muốn được đi học. Em nhớ con chữ, nhớ những phép toán thầy dạy. Thầy thấy được niềm khao khát trong đôi mắt em. Vì vậy, Báo à, quay trở lại trường học, em nhé. Thưa thầy, em rất muốn, nhưng mà... Chỉ cần em quyết tâm trở lại trường, còn lại thầy sẽ nghĩ cách giùm em. Báo ngập ngừng một lát rồi cậu nhìn thẳng vào ánh mắt thầy giáo mình, trịnh trọng gật đầu. Hôm sau khi tan học, thầy giáo và một số bạn cùng lớp đã qua nương phụ giúp hai mẹ con A Báo. Thầy không cần phải làm vậy đâu, làm như vậy tôi ngại lắm. Tôi làm những việc này, mục đích là mong A Báo sớm trở lại lớp chứ không có gì to tát hơn. Thế rồi thầy còn nhờ trưởng bản tới nhà trò chuyện với cha A Báo, giải thích cho gia đình em hiểu tầm quan trọng của việc học, đồng thời cũng vận động người dân chung quanh hỗ trợ gia đình A Báo trong lúc khó khăn này. Mưa dầm thấm lâu, sau một thời gian dài làm công tác vận động, A Báo đã được quay trở lại trường.
đằng sau nụ cười hồn nhiên của các em trong ngày khai trường, đó là những bước chân thanh xuân đầy mạnh mẽ của các thầy cô. Bước chân của họ đã in dấu nơi mảnh đất mèo vạc. Bước chân của tuổi trẻ, của lòng nhiệt huyết và tình yêu với nghề giáo thiêng liêng. Hình ảnh người thầy vượt rừng đưa học sinh về trường là nồi cháo sáng giúp học sinh vùng cao ấm lòng trong những ngày đông giá rét.